Và xin chào anh em nhé. Sau đây sẽ test cái cặp loa Dayton DS1000HR qua một cái bản karaoke em nhé. Trong tay nhớ lúc trao thiệp
tiên đầu xuân. Cặp loa này thì hiện tại em đang bán với giá công khai là 12.500.000 anh em nhé. Loa thì khá là đẹp, tất cả zin. Cái gân của nó thì cái dòng Dayton này hầu như là về Việt Nam thì người ta thay gân cả anh em nhé. Thì gân đã thay, gân rất là xịn. Cho nên là anh em chỉ có việc về là chơi thôi. Loa zin 100% và chỉ có thay mỗi gân anh em nhé, gân bát ấy. Và cặp loa này em bán giá công khai là 12.500.000. Anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0974 086 286. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé.